Phần đô này cơ ấy cơ đầy đang hiện diện nơi đây là đường qua thôi. Năm nay thì số lượng phóng sinh khoảng hơn 5 tấn cá được chở đến bằng khoảng 12 xe tải chở cá. Nhà có 4 loài là cá rô, cá chép, cá trôi và cá trê. Đơn vị cung cấp cá là do được sự giới thiệu của bên Cục Thủy sản và số lượng người tham dự khoảng hơn 1 vạn người. Mọi người đến từ khắp cả nước, thanh niên Phật tử và Phật tử tại thủ đô Hà Nội tổ chức cái lễ phóng sinh này và có mời Thượng tọa Thích Chân Quang, viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tại Bà Rịa Vũng Tàu ra đây để chú nguyện và làm chủ lễ cho cái buổi lễ phóng sinh này. Em tham gia phóng sinh này là được 4 năm rồi ạ. Ý nghĩa của cái việc thả cá phóng sinh đó là chúng ta mang những cái điều lành đi theo luật nhân quả, thì mình đang mang cái thả cái sự sống đi thì mình sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Mong là những con cá kiếp sau họ sẽ có một cái cuộc đời tốt hơn, có thể được vào kiếp người. Như vậy thì sau mỗi lần mình cảm thấy rất là xúc động và hạnh phúc. Cha mẹ được ấm no, ông bà được an lành. Phóng sinh này có phóng sinh.